Người dân Syria chạy băng sông để tránh chiến tranh gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, hàng trăm người dân Syria đã băng qua một dòng sông hẹp tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tránh chiến trận đang diễn ra ở thị trấn Asmarin và các ngôi làng xung quanh. Dân chúng ở ngôi làng Hasipasa của Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng những chiếc thuyền nhỏ kéo những gia đình lánh nạn có con nhỏ qua sông. Tiếng đạn pháo và tiếng súng từ thị trấn Asmarin có thể nghe rõ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường lực lượng dọc theo biên giới Syria dài 900 cây số, tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh nếu chiến tranh của Syria lan qua biên giới. Trong ngày thứ ba, Tổng thư ký NATO ông Anders Rasmussen tuyên bố 28 nước thành viên NATO đã sẵn sàng chương trình bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Rasmussen không nêu chi tiết, nhưng một viên chức cao cấp cho biết NATO sẽ lập tức có hành động nếu Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu. Chiến trận đã gia tăng cường độ tại Syria trong tháng trước, cho thấy việc đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của dân chúng từ tháng 3 năm ngoái đã đưa Syria tới cuộc nội chiến. Thổ Nhĩ Kỳ đang cưu mang 90.000 người tị nạn Syria, lo ngại tình trạng gia tăng chiến sự sẽ còn có hàng chục ngàn người Syria khác chạy qua biên giới.